Giáo án rèn nhân cách, lớp ngũ giới, đức hiếu sinh, tập 1. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Bài học thứ 23: rèn nhân cách, đức hiếu sinh, ý hành, khẩu hành, thân hành. Thái tử đánh đổ sự giết sinh nhật để tế thần. Một thời, thái tử đi về thành Dương Xá. Giữa đường gặp một đàn cừu bị giác đưa về thành để vua Tần Bà Ta La làm lễ tế thần. Ngài đi thẳng đến bàn thờ, vừa gặp vua đang làm lễ và các vị giáo sĩ Bà La Môn đang sắp sửa giết một con cừu để cúng các vị hung thần. Thái tử tự thân đến cởi trói cho con vật khỏi nạn và giảng giải cho mọi người nghe rằng ai cũng tham sống, thế mà ai cũng thích giết hại, ai cũng muốn tạo ra sự sống. Ngài nói tiếp: dẫu muôn loài có khác nhau, nhưng sự sống chỉ là một. Trong Thánh Kinh có dạy, sau khi giết chết chúng sinh, có người sẽ đầu thai làm thú vật, và có nhiều thú vật sẽ làm người. Người và vật lẫn lộn, lúc làm người, lúc làm vật, vì thế mà vẫn cùng một dây liên lạc như anh em, không thể lấy máu của thú vật rửa tội cho mình. Xin các vị thiên thần tha tội là một việc vô ích. Nếu các ngài điều thiện thì các ngài sẽ không tha thứ cho một việc làm ác như thế. Nếu các người làm ác thì dầu có giết bao nhiêu thú vật đi nữa để cúng thì các người cũng không hết ác được. Nhưng dầu thiện dầu ác, các ngài cũng không tha tội cho ai. Tội của người nào thì người ấy phải chịu. Đấy là luật nhân quả, không ai có thể vượt qua. Càng giết hại nhiều lại càng mang lắm họa. Giảng đến đây, ngài cất cao giọng và nói một cách tha thiết: ôi, thế giới này sẽ an vui biết bao, và biết bao điều thảm khốc sẽ không còn nữa. Nếu nhân loại biết thương đến loài vật mà không nỡ tâm giết chúng để cúng và để ăn, nếu nhân loại chỉ tự nuôi sống với cây cỏ hoa trái. Ngài nói với một giọng rất đầy thương cảm. Các thầy Bà La Môn nghe xong đều giật hết lễ phục mang trên mình, với hai bàn tay chùi chưa sạch máu. Mấy trăm con cừu được thả ra, vui vẻ chạy rong trên đường phố như vừa thoát khỏi địa ngục mà sự u mê của con người mới tạo ra. Sau đó, vua sai khắc trong đá và chạm vào gỗ đạo dụ này: từ xưa đến nay, chúng ta đã phạm một tội lớn là giết súc vật để tế thần và để ăn thịt. Nhưng bắt đầu từ ngày nay, trong dân gian không ai được làm đổ máu một con vật nào, vì chúng sinh cùng chung một sự sống. Và nên nhớ rằng, những điều lành sẽ dành riêng cho những kẻ hiền lương. Những câu hỏi. Câu hỏi 1. Một thời, thái tử đi về thành Dương Xá. Giữa đường gặp một đàn cừu bị dắt đưa về thành để vua Tần Bà Ta La làm lễ tế thần. Ngài đi thẳng đến bàn thờ, vừa gặp vua đang làm lễ và các vị giáo sĩ Bà La Môn đang sắp sửa giết một con cừu để cúng các vị hung thần. Câu trên đây dạy đức hạnh gì? Câu hỏi 2. Thái tử tự thân đến cởi trói cho con vật khỏi nạn là đạo đức gì? Câu hỏi 3. Ai cũng tham sống, thế mà ai cũng thích giết hại, ai cũng muốn tạo ra sự sống, lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 4. Dẫu muôn loài có khác nhau, nhưng sự sống chỉ là một, lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 5. Sau khi giết chết chúng sinh, có người sẽ đầu thai làm thú vật, và có nhiều thú vật sẽ làm người. Người và vật lẫn lộn, lúc làm người, lúc làm vật, vì thế mà vẫn cùng một dây liên lạc như anh em, lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 6. Không thể lấy máu của thú vật rửa tội cho mình, lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 7. Xin các vị thiên thần tha tội là một việc vô ích, lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 8. Nếu các ngài điều thiện thì các ngài sẽ không tha thứ cho một việc làm ác như thế, lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 9. Nếu các người làm ác thì dầu có giết bao nhiêu thú vật đi nữa để cúng, các người cũng không hết ác được, lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 10.
nhưng dầu thiện dầu ác, các ngài cũng không tha tội cho ai. Tội của người nào thì người ấy phải chịu, đấy là luật nhân quả, không ai có thể vượt qua. Lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 11. Càng giết hại nhiều lại càng mang lắm họa. Lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 12. Ôi, thế giới này sẽ an vui biết bao, và biết bao điều thảm khốc sẽ không còn nữa. Nếu nhân loại biết thương đến loài vật mà không nỡ tâm giết chúng để cúng và để ăn, nếu nhân loại chỉ tự nuôi sống với cây cỏ hoa trái, lời dạy này là đạo đức gì? Câu hỏi 13. Các thầy Bà La Môn nghe xong đều giật hết lễ phục mang trong mình, với hai bàn tay chùi chưa sạch máu. Mấy trăm con cừu được thả ra, vui vẻ chạy rong trên đường phố như vừa thoát khỏi địa ngục mà sự u mê của người mới tạo ra. Đoạn này nói lên đạo đức gì? Câu hỏi 14. Vua sai khắc trong đá và chạm vào gỗ đạo dụ này. Từ xưa đến nay, chúng ta đã phạm một tội lớn là giết súc vật để tế thần và để ăn thịt. Nhưng bắt đầu từ ngày nay, trong dân gian không ai được làm đổ máu một con vật nào, vì chúng sinh cùng chung một sự sống. Đoạn này dạy có hai đạo đức nhân quả gì? Khắc trong đá và chạm vào gỗ là đạo đức gì? Những lời khắc vào bia đá là đạo đức gì? Câu hỏi 15. Và nên nhớ rằng những điều lành sẽ dành riêng cho những kẻ hiền lương. Lời dạy này là đạo đức gì? Trả lời những câu hỏi. Trả lời câu hỏi 1. Một thời, Thái tử đi về thành Dương Xá, giữa đường gặp một đàn cừu bị dắt đưa về thành để vua Tần Bà Ta La làm lễ tế thần. Ngài đi thẳng đến bàn thờ, vừa gặp vua đang làm lễ và các vị giáo sĩ Bà La Môn đang sắp sửa giết một con cừu để cúng các vị hung thần. Câu trên đây dạy đức dũng cảm hiếu sinh thân hành. Lòng thương yêu chúng sinh vô bờ bến. Khi Đức Phật thấy người ta dẫn một đàn cừu đem về đền vua để giết tế thần, Ngài không nỡ nhìn thấy một đàn cừu chết một cách thảm thương, nên sẵn sàng ôm bát theo đàn cừu về kinh đô gặp nhà vua can ngăn. Ngài không sợ ai hết, chỉ quyết tâm cứu cho được đàn cừu. Tuy biết rằng thuyết phục nhà vua và các giáo sĩ Bà La Môn là một việc khó chứ không phải dễ. Các giáo sĩ Bà La Môn là những đối tượng chống lại Ngài vì bát cơm manh áo của họ. Nhưng khi đến nơi, thấy các giáo sĩ Bà La Môn đang sắp giết một con cừu, Ngài đến kịp thời mở dây thả con cừu. Đó là những hành động thương yêu cao thượng đối với tất cả chúng sinh. Nơi đâu có sự giết hại thì nơi đó có Ngài, Ngài không bỏ qua. Từ con ngỗng trời bị Đề Bà Đạt Đa bắn, Ngài bắt lấy nhổ mũi tên và ôm ấp chăm sóc nuôi dưỡng cho lành vết thương. Một con cừu con què chân đi theo cừu mẹ không được, Ngài ôm cừu con trong lòng và đi theo cừu mẹ cho đến trại chúng. Còn đây là một đàn cừu sắp đem ra giết để tế thần linh, Ngài quyết tâm ngăn chặn mọi người không nên làm những điều giết hại. Đức Phật thực hiện lòng thương yêu chúng sinh qua những hành động hiếu sinh vô bờ bến tuyệt vời. Chúng ta là những đệ tử của Phật, phải lấy gương hạnh Ngài mà sống yêu thương tất cả chúng sinh. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng thực hiện thân hành hiếu sinh. Thấy người câu cá, chúng ta vô liền con cá mắc câu. Thấy người nào sắp bắt rắn, ếch nhái, chạn hiêu, cá tôm, rùa trạch, thì chúng ta đến khuyên ngăn, đừng để họ giết hại chúng sinh rất tội nghiệp. Nghe con rắn bắt con nhái, chúng ta cản ngăn, đó là đức hiếu sinh thân hành. Chúng ta hãy sống với lòng yêu thương chúng sinh và mọi người, thì sự bình an sẽ đến với chúng ta mãi mãi. Trả lời câu hỏi 2. Thái tử tự thân đến cởi trói cho con vật khỏi nạn là đạo đức hiếu sinh thân hành. Hạnh phúc thay cho những người đã cứu sống như con vật sắp bị giết. Trong tu viện chúng tôi, có một sư cô đi làm từ thiện đem thực phẩm cho những người nghèo. Khi vào một làng nghèo của đồng bào miền núi, thấy đồng bào ở đó cột một con chó chuẩn bị đem giết làm thịt. Cô thương quá, đến thương lượng những người dân ở đó để mua con chó, nhưng không đủ tiền, cô phải đi mượn một người bạn. Cuối cùng, cô mở trói và đã cứu được con chó.
Từ đó cô đi đâu thì con chó chạy theo cô một bên. Con vật còn biết người thương và cứu nó. Thật là hạnh phúc thay, người vật thương nhau, sống bên nhau như anh em chung một nhà. Lòng yêu thương là một tấm lòng vàng mà con người cần phải thực hiện cho bằng được, để đem lại sự bình an cho mình, cho người và vạn vật. Hạnh phúc lắm các con ạ. À, khi chúng ta thực hiện được lòng yêu thương thì hạnh phúc tràn trề trong lòng chúng ta. Hạnh phúc thay cho những ai có lòng yêu thương chân thật. Lòng yêu thương chân thật trong lòng người là một tâm hồn cao thượng và cao quý vô cùng. Lòng yêu chân thật ấy sẽ đem lại sự bình an cho chúng ta mãi mãi. Trả lời câu hỏi 3. Ai cũng tham sống, thế mà ai cũng thích giết hại, ai cũng muốn tạo ra sự sống. Lời dạy này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Làm người ai cũng tham sống sợ chết, nhưng lại thích giết hại và ăn thịt chúng sinh. Đúng là một lời nói đúng tâm trạng của loài người. Con người sống không công bằng. Mình muốn sống mà lại ưa thích giết hại loài vật khác thì đó là một sự bất công rõ ràng. Mình muốn sống thì mọi loài vật cũng muốn sống như mình. Có loài vật nào muốn chết bao giờ đâu. Ai cũng tham sống sợ chết như nhau. Thế mà nỡ nhẫn tâm lấy sự sống của loài vật làm sự sống cho mình. Thật là con người sống như vậy mà sống được. Sống phi đạo đức hiếu sinh, sống phi nhân bản, sống như một loài cầm thú, chỉ biết giết hại và ăn thịt nhau như loài hùm beo, lan sói, kênh kênh, quạ quạ, vân vân. Mình muốn sống mà giết hại chúng sinh thì cái sống của mình có bảo đảm hay không? Cho nên mình muốn sống thì phải thương sự sống của người khác, loài vật khác, thì sự sống của mình mới bảo đảm. Câu này dạy rất hay. Ai cũng tham sống, thế mà ai cũng thích giết hại, ai cũng muốn tạo ra sự sống. Con người luôn luôn tạo ra sự sống cho mình, sao lại nỡ nhẫn tâm làm hại sự sống của người khác, vật khác? Luật nhân quả rất công bằng. Muốn tạo ra sự sống cho mình mà làm hại sự sống của loài vật khác thì sự sống của mình sẽ không được bảo đảm. Bằng chứng sự sống của loài người trên hành tinh này, nay không chiến tranh chỗ này thì mai lại có chiến tranh chỗ khác. Thiên tai lũ lụt, sóng thần bão tố, động đất, không nước này thì nước khác. Cho nên sự sống của loài người đang bị đe dọa. Vậy mà con người có biết do đâu mà ra không? Do giết hại và ăn thịt chúng sinh. Hàng ngày số chúng sinh bị giết trên hành tinh này, máu chảy thành sông, xương chất như núi. Ôi thật là kinh khủng. Trả lời câu hỏi 4. Dẫu muôn loài có khác nhau, nhưng sự sống chỉ là một. Câu này là một lời dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành tuyệt vời. Đem so sánh loài vật và loài người tuy có khác nhau hình tướng, nhưng sự sống chỉ là một. Đúng vậy, con người và con vật hình dáng thì khác nhau, nhưng sự sống người vật đâu có khác. Vậy mà loài người nỡ tâm giết loài vật ăn thịt thì mới đáng trách. Tại sao biết thương sự sống của mình mà nỡ lòng làm hại sự sống của loài vật khác? Con người hơn loài vật là có trí tuệ hiểu biết, phân biệt sự sống, sự chết, sự thiện, sự ác, sự khổ đau và sự vui buồn. Nhờ có sự hiểu biết như vậy thì con người cần phải sống thương yêu nhau hơn, cao thượng hơn. Loài người hãy suy tư lại đi, những việc làm cướp mạng sống của loài vật khác có xứng đáng là lòng thương yêu của con người nữa không? Không có người nào là không có tình thương, nhưng tình thương ích kỷ nhỏ mọn, chỉ biết thương mình. Chỉ biết thương mình thì lòng thương ấy không trọn vẹn. Chỉ biết thương mình thì lòng thương ấy không bảo đảm sự sống của mình. Chỉ biết thương mình thì lòng thương ấy là sợi chỉ mành treo chuông. Làm người lòng yêu thương phải rộng lớn vô bờ bến thì mới xứng đáng làm người. Làm người mà hẹp hòi ích kỷ, không biết thương những loài vật khác, nỡ tâm giết hại loài vật để ăn thịt thì làm người như vậy có xứng đáng làm người chưa? Bởi căn bản con người sinh ra là người nào cũng có sẵn lòng yêu thương, nhưng lòng yêu thương ấy cần phải được rèn luyện trong nền đạo đức hiếu sinh nhân bản thì con người mới phát triển lòng yêu thương tối đa. Trả lời câu hỏi 5. Sau khi giết chết chúng sinh,
có người sẽ đầu thai làm thú vật, và có nhiều thú vật sẽ làm người. Người và vật lẫn lộn, lúc làm người, lúc làm vật, vì thế mà vẫn cùng một dây liên lạc như anh em. Câu này dạy đạo đức nhân quả tuyệt vời. Nếu giết chúng sinh thì đầu thai làm chúng sinh, cho nên hiện giờ là người nhưng kiếp trước là chúng sinh. Chúng sinh và con người chỉ có khác nhau bộ mặt, nay mặt người, mai mặt thú. Còn tính tình cũng vậy, lúc thì hiền lành, dịu dàng, ôn tồn, nhã nhặn, lời nói toàn là ái ngữ, đúng là con người. Nhưng có lúc thì hùng hổ, dữ tợn, la hét, chửi mắng, mạ lị, mạt sát, đánh đập, cào xé, múa tay, múa chân. Đúng lúc này là con thú. Cho nên Đức Phật dạy, người và vật lẫn lộn, lúc làm người, lúc làm vật. Lời dạy này rất tuyệt vời. Lúc làm người, lúc làm vật, hay quá. Con người hiện là như vậy. Lúc người, lúc thú hiện ra. Khi sân hận, tham lam, dữ tợn là thú. Khi hiền lành, thương yêu là người. Cho nên hiện giờ, chúng ta cứ quan sát một người thì sẽ thấy hai mặt rõ ràng, người và thú trong một người. Nếu là con người thật, thì con người thì không có hai mặt này. Con người thật, con người chỉ có lòng thương yêu hiền lành, không giận dữ. Còn con người nửa thú thì nhiều lắm, có đúng không quý vị? Lời dạy này Đức Phật chỉ chúng ta có cái nhìn thực tế, cụ thể vào một con người. Vì thế, chúng ta nhận xét người thú trong một con người quá rõ ràng. Một con người thật là con người thì không bao giờ có tính hung dữ, cọc cằn, luôn luôn sống trong tình thương yêu và tha thứ mọi lỗi lầm của người khác. Cho nên chúng ta hiện giờ đang học tập lớp ngũ giới, rèn luyện nhân cách hiếu sinh để gạt bỏ bản tính hung ác của loài thú vật, để còn lại một người thật là con người. Vậy các con hãy cố gắng tu học rèn luyện nhân cách để xa lìa, từ bỏ bản chất hung ác thú vật, chỉ còn lại bản chất hiền lành hiếu sinh con người thật con người. Trả lời câu hỏi 6. Không thể lấy máu của thú vật rửa tội cho mình. Lời dạy này là lời dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành tuyệt vời. Không thể lấy máu của thú vật rửa tội cho mình. Người giết hại, ăn thịt chúng sinh mà muốn cho mình không bệnh tật đau khổ, không tai nạn hiểm nghèo thì không bao giờ có. Lấy máu của chúng sinh, tức là giết hại chúng sinh, làm khổ chúng sinh mà muốn cho mình không tội lỗi thì điều ấy không bao giờ xảy ra. Lời dạy này còn có một nghĩa nữa, là giết hại chúng sinh cúng tế quỷ thần thì chẳng có thần thánh nào mà rửa tội cho mình được. Lời dạy này là lời cảnh giác để mọi người đừng bị tà sư ngoại đạo lừa đảo bằng cách giết chúng sinh cúng tế cầu an, cầu siêu, cầu tài, cầu lợi, cầu quan, cầu thi đậu, vân vân. Tóm lại, lời dạy này là một đạo đức hiếu sinh khẩu hành rất tuyệt vời, vừa ngăn chặn sự giết hại chúng sinh, vừa khiến cho mọi người đem lại tình thương yêu chan hòa cùng nhau với mọi người, mọi sự sống trên hành tinh này. Và nhất là con người tránh khỏi bị những tôn giáo thần quyền lừa đảo, cúng tế thần thánh ban phước, giải trừ tai ách một cách phi đạo đức hiếu sinh. Trả lời câu hỏi 7. Xin các thiên thần tha tội là làm một việc vô ích. Câu này Đức Phật dạy, đức chân thật hiếu sinh khẩu hành. Trong luật nhân quả dạy ai làm lành thì hưởng được phước, ai làm ác thì phải gánh chịu hậu quả đau thương, chứ không có thần thánh nào ban phước rửa tội cho. Cho nên Đức Phật khẳng định, xin các vị thiên thần tha tội là một việc vô ích. Lời dạy này quý vị nên ghi nhớ, cầu khẩn cúng bái gian xin thánh thần để ban phước cho quý vị là một việc làm vô ích, một việc làm dối trá, phi đạo đức. Hàng năm đi chùa núi Bà Đen Tây Ninh, bà chúa xứ Châu Đốc, bà chúa kho miền Bắc để cầu tài, cầu lộc, cầu tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, trúng đề trúng số. Đó là một việc làm vô ích, phi đạo đức nhân bản nhân quả, một việc làm mê tín mù quáng lạc hậu của những người ở vào những thế kỷ xa xưa. Làm ác, giết người, cướp của, hiếp dâm, hằng ngày giết hại mạng chúng sinh để ăn thịt, mà đến chùa, đình, điện, miếu để cầu cho được bình an, hạnh phúc, yên vui,
thì không bao giờ có. Quý vị sống biết thương yêu sự sống của muôn loài, thường sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, thì cuộc sống của quý vị không cần cầu thần, thánh, tiên, Phật, Ngọc Hoàng, Thượng Đế phò hộ, mà vẫn bình an, yên ổn, hạnh phúc. Quý vị có tin không? Có tin nhân quả không? Nếu tin, thì quý vị sẽ trở thành những nhà đạo đức nhân bản, nhân quả, những con người đầy lòng thương yêu rộng lớn bao la đối với muôn loài sống trên hành tinh này. Quý vị sẽ là những người hạnh phúc nhất trần gian. Trả lời câu hỏi 8. Nếu các ngài điều thiện, thì các ngài sẽ không tha thứ cho một việc làm ác như thế. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh nhân quả khẩu hành, và xác định cho thấy nếu có thần, thánh, tiên, Phật thật sự, thì các ngài phải sống thiện, chứ không bao giờ sống trong ác pháp. Mà sống thiện pháp, thì làm sao các ngài chấp nhận những hành động ác, giết hại chúng sinh cúng tế? Nếu thật có chư thiên, chư thần, chư thánh, chư Phật, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, chư Bồ Tát, chư A-la-hán, vân vân, những bậc này đều làm thiện. Làm thiện thì làm sao chấp nhận những người làm ác, giết hại chúng sinh cúng tế, cầu phước, cầu an, cầu siêu như các vị Bà La Môn đã làm? Các bậc thánh thiện này sẽ không tha thứ cho những kẻ làm ác. Vì vậy rõ ràng sự giết hại chúng sinh cúng tế là một điều phi đạo đức, một điều mà chư Phật, chư Thiên, chư Thánh, chư Thần vân vân không ai chấp nhận. Lời dạy này rất hay. Nếu các ngài điều thiện, thì các ngài sẽ không tha thứ cho một việc làm ác như thế. Đúng vậy, khi chúng ta sống trong thiện pháp, thì không thể nào tha thứ cho những người làm ác, mà phải tìm cách giúp họ hiểu biết đâu là thiện, đâu là ác, đâu là đúng, đâu là sai, như những lời dạy trên đây, để đem lại thiện pháp cho họ. Lời dạy trên đây là lời khuyên lơn cảnh tỉnh cho mọi người biết cái sai, cái đúng trong nhân quả thiện ác, để không ai bị lừa đảo. Lời dạy trên đây là một lời dạy đầy lòng thương yêu để ngăn chặn những điều ác mà mọi người đã, đang và sẽ lầm lạc mê tín, lạc hậu, tiền mất tật mang do một số tôn giáo hướng dẫn phi đạo đức nhân bản nhân quả. Những lời dạy trên đây do một bậc vĩ nhân nói ra, vì thế nó có một trọng lượng ngàn cân, một giá trị rất lớn đối với loài người trên hành tinh này. Lời nói này là một lời nói về sự thật của quy luật nhân quả đang điều hành các pháp trong vũ trụ. Vì chưa thông hiểu nên từ lâu người ta thờ ơ với những hành động thiện ác của mình, thường xem những hành động ác là không quan trọng nên làm những điều ác mà không sợ. Do đó những thầy cúng, thầy rửa tội nói gì, bày điều gì họ cũng nghe theo, làm theo mà không cân nhắc kỹ lưỡng nhân quả thiện ác, cho nên dễ bị những tà sư này lừa gạt. Vì thế, người đời có bệnh tật hay tai nạn thường dễ bị lọt vào cạm bẫy mê tín của tà sư ngoại đạo, nên tiền mất tật mang. Người sống trong đạo đức hiếu sinh thường rất sợ những hành động ác, do thế nên mỗi hành động thân, khẩu, ý rất dè dặt và cẩn thận khi suy nghĩ, khi nói ra, khi làm một việc gì đều cân nhắc kỹ lưỡng rồi mới hành động. Nhờ đó, họ sống trong lòng yêu thương rộng lớn bao la như trời bể đối với người thiện cũng như người ác. Bởi vậy, chỉ có lòng thương yêu rộng lớn là giúp cho mọi người gần nhau và mãi mãi gần nhau mà không sợ hại nhau. Trả lời câu hỏi 9. Nếu các người làm ác, thì dầu có giết bao nhiêu thú vật đi nữa để cúng, các người cũng không hết ác được. Câu này dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành nhân quả. Lời khuyên dạy này rất thực tế. Nếu chúng ta làm ác, giết bao nhiêu con vật để cầu cúng, thì cũng không bao giờ tiêu trừ hết tội ác được, có nghĩa là không bao giờ tiêu tai ách bệnh khổ được. Qua lời dạy này, Đức Phật đã xác định rõ ràng, nếu người nào làm nghề ác như cho dai đoạt lại cắt cổ, nghề đi săn bắn, nghề đi chài lưới, câu tôm, bắt cá, nghề làm đồ tể giết trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, vân vân, nghề buôn bán thịt sống như cá, tôm, thịt gà, thịt vịt, thịt heo, thịt bò,
thịt dê, thịt chó, vân vân. Nghề buôn bán những thực phẩm chính bằng thịt chúng sinh như phở, cháo lòng, cháo cá, hủ tiếu, cơm sườn, cơm tấm, vân vân. Nghề buôn bán gian lận cân non đo thiếu, buôn bán hàng giả, hàng xấu tráo trở, nói hàng tốt, vân vân. Làm những nghề ác như vậy mà cầu cúng thần thánh cho có phước báo thì không bao giờ có. Hiện giờ thấy làm ăn khá giả giàu sang, tưởng là nhờ cầu cúng thần thánh mà được, điều đó không đúng. Hiện giờ thấy làm ăn khá giả giàu sang là nhờ phước thừa của kiếp trước. Nếu phước báo ấy hết thì sự giàu sang sẽ tan tành như mây khói. Qua những trận thiên tai, hỏa hoạn, sóng thần, lũ lụt, bão tố, động đất, vân vân, sự giàu sang chỉ còn một đống gạch vụn. Tay trắng sẽ trả về tay trắng. Trong các cửa hàng buôn bán của họ đều có thờ cúng thần tài, thần hoàng thổ địa để cầu mua mai bán đắt. Trong những ngày Tết, ngày lễ vía, ngày rằm lớn đều giết gà, vịt hoặc heo quay, gà quay, vịt quay, vân vân, cúng bái cầu an, nhất là cầu mua bán vốn một mười lời. Hình thức bên ngoài dù những người làm ác có khá giả giàu có, nhà cao cửa rộng, xe cộ đầy đủ, nhưng trong gia đình của họ, con cái không tật nguyền tai nạn này thì tật nguyền tai nạn khác. Gia đình của họ thường đau ốm xảy ra, người này chưa hết đến người kia. Lời khẳng định trên đây của Đức Phật rất rõ ràng. Nếu các người làm ác thì dầu có giết bao nhiêu thú vật đi nữa để cúng tế, các người cũng không hết tội ác được. Đúng vậy, nếu các người làm ác thì dầu có giết bao nhiêu thú vật đi nữa để cúng tế, các người cũng không rửa hết các tội ác được. Đã làm tội ác thì làm sao rửa hết tội ác đó được, phải không quý Phật tử? Trả lời câu hỏi 10. Nhưng dầu thiện dầu ác, các ngài cũng không tha tội cho ai. Tội của người nào thì người ấy phải chịu, đấy là luật nhân quả, không ai có thể vượt qua. Lời dạy này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành nhân quả. Vì thương yêu mọi người nên Đức Phật khuyên ngăn và vạch rõ nhân quả để chúng ta hiểu rằng không ai trốn khỏi luật nhân quả. Người làm ác không thể tránh quả khổ đau, nhưng người làm thiện không cầu mà phước báo an vui dẫn đến. Chư Thiên, chư Thánh, chư Thần, chư Phật, chư Bồ Tát cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế, các vị này không tha thứ cho những người làm ác. Cho nên những người làm ác, buôn gian bán lận, những người giết hại chúng sinh, những người ăn thịt chúng sinh, chỉ dù có cầu cúng bao nhiêu, các ngài cũng không rửa tội cho quý vị, cũng không tha thứ cho quý vị được. Chỉ có quý vị từ bỏ không làm những nghề nghiệp ác, từ bỏ ăn thịt chúng sinh, luôn luôn khởi lòng yêu thương tất cả chúng sinh, thương yêu sự sống của muôn loài, sống lúc nào cũng không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, thì mới chuyển đổi nhân quả thiện lành. Tự quý vị làm thiện là quý vị chuyển đổi nhân quả ác của mình thành phước báo. Nhờ có phước báo mới thọ hưởng được những sự bình an, yên vui và hạnh phúc. Đời người chỉ sống cầu mong làm thiện, đừng làm ác, sống biết thương yêu và biết tha thứ những lỗi lầm của nhau, sống được bấy nhiêu đó cũng là giải thoát rồi. Trả lời câu hỏi 11. Càng giết hại nhiều lại càng mang lắm họa. Lời dạy này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành nhân quả. Hằng ngày trên hành tinh này, con người giết hại trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, cá, tôm, cua, sò, ốc, hến, vân vân, không biết số lượng nào mà kể cho hết. Xương chúng sinh chất như núi, máu chảy như sông. Bởi hành động giết hại chúng sinh như vậy, làm sao thế gian này được bình an? Lời dạy của Đức Phật rất tuyệt vời. Càng giết hại nhiều lại càng mang lắm họa. Đúng vậy. Thế giới này không ngày nào dứt chiến tranh khủng bố, nay không chỗ này thì mai ở chỗ khác. Giả lại thiên tai lũ lụt, sóng thần, động đất, bão tố, hạn hán, vân vân, đó là những tai họa do con người tự tạo ra thì con người phải tự gánh chịu. Do ăn thịt chúng sinh mà con người sát hại sinh linh trùng trùng điệp điệp, ngày nào máu của chúng sinh đổ ra và cũng chảy như sông,
xương chúng sinh chất như núi, tiếng kêu la thảm thiết của chúng sinh thấu tận trời xanh, thì thế gian này loài người làm sao sống bình an cho được? Tội ác của con người ghê gớm lắm, giết chúng sinh hàng loạt bằng máy móc mà không chút lòng yêu thương xót xa. Quý vị hãy xem phim Tiếng kêu gào của những sinh mạng do người Mỹ sản xuất thì rõ, thật đau thương vô cùng. Những người Mỹ làm phim này, họ kêu gọi chúng ta đừng ăn thịt chúng sinh nữa, đừng uống sữa, ăn phô mát. Tất cả những thứ này là sự đau khổ quằn quại, rên la thảm thiết của chúng sinh. Hằng ngày quý vị hãy nhớ lời dạy này để nhắc nhở tâm mình. Càng giết hại chúng sinh nhiều thì càng mang nhiều tai họa. Tai họa của con người do chính họ làm những điều ác, cho nên làm những điều ác sẽ không tránh khỏi những tai họa. Trả lời câu hỏi 12. Ôi, thế giới này sẽ an vui biết bao, và biết bao điều thảm khốc sẽ không còn nữa, nếu nhân loại biết thương đến loài vật mà không nỡ tâm giết chúng để cúng và để ăn, nếu nhân loại chỉ tự nuôi sống với cây cỏ hoa trái. Lời khuyên dạy này là lời dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành nhân quả tuyệt vời. Nếu nhân loại chỉ tự nuôi sống với cây cỏ hoa trái thì thế gian này hạnh phúc biết bao, loài người đâu còn khổ đau nữa. Thịt cá ăn vào miệng chỉ làm thành một thói quen mà chúng ta cho nó ngon. Thịt cá ngon sao con bò, con trâu, con ngựa bỏ vào miệng chúng lại nhả ra không ăn. Do đó chúng ta biết rất rõ, vì tập thành thói quen trong ăn uống nên tạo thành tội ác mà không biết. Nếu ngay bây giờ chúng ta thực hiện đức hiếu sinh nuôi sống với cây cỏ hoa trái trở thành thói quen ăn uống, như vậy thì thế gian này đâu còn chịu cảnh khổ đau nữa, như trong lời dạy của Đức Phật. Ôi, thế giới này sẽ an vui biết bao, và biết bao điều thảm khốc sẽ không còn nữa, nếu nhân loại biết thương đến các loài vật mà không nỡ tâm giết chúng để cúng và để ăn. Lời dạy này thiết thực cụ thể, mang lại sự bình an cho mọi người. Kính thưa quý tu sinh có tin lời dạy này chăng? Một lời dạy về đức hiếu sinh của Đức Phật rất tuyệt vời. Chúng ta hãy ghi khắc lời dạy này mãi mãi, để thực hiện sống đức hiếu sinh như lời Phật dạy, để không phụ công ơn của người, để đem lòng yêu thương ban rãi chan hòa khắp mọi nơi, mọi loài chúng sinh, mọi sự sống trên hành tinh này. Đó mới chính là lòng yêu thương mình. Quý tu sinh có biết không? Trả lời câu hỏi 13. Các thầy Bà La Môn nghe xong đều giật hết lễ phục mang trên người, với hai bàn tay chùi chưa sạch máu. Mấy trăm con cừu được thả ra, vui vẻ chạy rong trên đường phố như vừa thoát khỏi địa ngục mà sự u mê của con người mới tạo ra. Nghe lời dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành nhân quả của Đức Phật, các vị Bà La Môn cởi bỏ lễ phục và thả cừu. Đó là đạo đức minh mẫn hiếu sinh của các vị thầy cúng Bà La Môn, chấp nhận ngay liền lời dạy của Đức Phật, thật là tuyệt vời. Các vị Bà La Môn cúng bái tế lễ này rất sáng suốt. Khi nghe Đức Phật dạy đạo đức hiếu sinh nhân quả, liền dẹp tế đàn thả cừu, không giết hại chúng nữa. Dẹp tế đàn là hành động biết phục thiện, biết thương xót, biết việc làm của mình là sai, là làm ác, gây ra tội lỗi. Nếu các vị Bà La Môn này cố chấp pháp cúng tế cho là đúng, bèn chống lại lời dạy đạo đức của Phật, không dẹp tế đàn mà còn có những lý luận để bảo thủ như kinh sách phát triển, để duy trì sự vô minh và truyền lại cho đời sau những sự mê tín dị đoan, thì rất tai hại. Nhưng mãi đến 2550 năm mà đạo Bà La Môn vẫn còn giết chúng sinh cúng tế chứ có dứt hẳn đâu. Thật là một sự truyền thừa vô đạo đức tai hại cho người đời sau rất lớn. Những bài học đạo đức này đã được dạy cách 2550 năm, nhưng đến giờ này thế gian con người còn vô minh, chưa hiểu biết đâu đúng đâu sai, đâu thiện đâu ác, đâu mê tín đâu chánh tín, nên giết hại sinh vật cúng tế cầu an, cầu chư thánh chư thần ban phước rửa tội. Thật là một việc làm đầy tội ác mà không hay biết. Các vị Bà La Môn trong thời Đức Phật rất thông minh. Khi nghe Phật nói xong,
liền dẹp bỏ tế đàn, biết đó là một việc tội ác và làm hao tốn của cải tài sản của con người mà không đem lại lợi ích cho người. Đúng, giết loài vật cúng tế cầu an cầu phước là một sự u mê của con người, nên mới có những việc làm vô ích hao tốn tiền của công sức và nhiều tội ác như núi như non, để rồi hậu quả lại càng khổ đau hơn. Trả lời câu hỏi 14. Vua sai khắc trong đá và chạm vào gỗ đạo dụ này: từ xưa đến nay, chúng ta đã phạm một tội lớn là giết súc vật để tế thần và để ăn thịt. Nhưng bắt đầu từ ngày nay, trong dân gian không ai được làm đổ máu một con vật nào, vì chúng sinh cùng chung một sự sống. Lời dạy trên đây là lời dạy đạo đức hiếu sinh khẩu hành và thân hành. Lời nói và hành động khắc chạm trong đá, trong gỗ của một nhà vua truyền lệnh cho dân chúng làm một cuộc cải thiện đời sống, không ăn thịt chúng sinh. Nếu tất cả những nhà lãnh đạo mọi đất nước trên hành tinh này sáng suốt, hiểu rõ sự lợi ích không giết hại và ăn thịt chúng sinh như việc làm của nhà vua này, thì mọi nước trên hành tinh này sẽ sống được an cư lạc nghiệp, và toàn loài người dân trên quả địa cầu rất là hạnh phúc. Thật là một việc làm vĩ đại mà ít có nước nào làm được như nhà vua này, đem lại cho nhân dân trong cảnh thái bình thịnh trị. Một vị anh minh như nhà vua Tần Bà Ta La ra đạo dụ khắc liên đá và gỗ lời dạy đạo đức hiếu sinh tuyệt vời. Vua sai khắc trong đá và chạm vào gỗ đạo dụ này: từ xưa đến nay, chúng ta đã phạm một tội lớn là giết súc vật để tế thần và để ăn thịt. Nhưng bắt đầu từ ngày nay, trong dân gian không ai được làm đổ máu một con vật nào, vì chúng sinh cùng chung một sự sống. Vì lòng thương dân thương nước, nhà vua muốn nhân dân được bình an, được yên vui, an cư lạc nghiệp, nên ra lệnh cấm không cho toàn dân giết hại và ăn thịt chúng sinh, chỉ nuôi sống bằng thực phẩm, thực vật, rau cải, hoa trái, đậu mè, vân vân. Trong một đất nước toàn dân sống trong thiện pháp được như vậy, thì chỉ có nhà vua ra lệnh cấm toàn dân không cho giết hại và ăn thịt chúng sinh nữa, thì nhân dân trong nước đó sẽ thi hành theo lệnh ấy, thì cuộc sống của toàn dân nước đó sẽ được bình an thịnh trị, tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt. Nạn trộm cướp giết người, xì ke ma túy sẽ không còn nữa, nhất là tai nạn giao thông cũng sẽ chấm dứt. Trong nền giáo dục đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người được phổ biến rộng rãi, thì chỉ có Bộ Thông tin Văn hóa và Bộ Giáo dục. Nếu toàn dân được học tập và rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh, thì nhân dân sẽ sống trong thương yêu rộng lớn, đối xử với nhau thì nhân dân đất nước đó sẽ được sống cảnh thái bình thịnh trị, không còn sợ ngoại bang xâm chiếm, dân chúng nước đó sẽ sống bình an và hạnh phúc. Trả lời câu hỏi 15. Và nên nhớ rằng những điều lành sẽ dành riêng cho những kẻ hiền lương. Lời dạy này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành, một lời khuyên đạo đức rất tuyệt vời. Chỉ có những người hiền lương mới làm những điều lành, không làm những điều ác. Chỉ có người hiền lương mới biết sống thương mình, thương người và thương tất cả chúng sinh. Chỉ có người hiền lương mới biết sống với tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự. Chỉ có người hiền lương mới biết sống với tâm ly dục, ly ác pháp. Chỉ có người hiền lương mới biết sống bất động tâm trước các ác pháp và các cảm thọ. Cho nên lời dạy trên đây của Đức Phật rất thấm thía. Và nên nhớ rằng những điều lành sẽ dành riêng cho những kẻ hiền lương. Làm sao có kẻ làm ác mà sống trong cảnh yên vui hạnh phúc được, phải không quý vị? Những sự bình an, yên vui, hạnh phúc dành cho những người hiền lương, chứ không thể nào dành cho kẻ làm ác. Những sự khổ đau, giận hờn, phiền não, buồn lo, nói xấu người khác, nói lời không thật, hung dữ, chửi mắng, mạ lị, mạt sát vân vân, không dành cho những người hiền lương. Tâm hồn thanh thản, an lạc và vô sự, bất động tâm trước các ác pháp và các cảm thọ, không phóng dật là dành cho những người hiền lương, chứ không thể dành cho những người làm ác. Lòng thương yêu rộng lớn vô bờ bến như trời biển
là dành cho những người hiền lương chứ không dành cho những người làm ác. Hôm nay chúng ta tu học và rèn luyện đức hiếu sinh, vì đức hiếu sinh dành cho người hiền lương chứ không dành cho những người tâm còn tham, sân, si, mạn, nghi. Cho nên tu sinh còn tham, sân, si, mạn, nghi là đức hiếu sinh chưa có. Đức hiếu sinh có là người ấy sống không làm khổ mình, khổ người. Vì vậy, mục đích của Đạo Phật đến đây là giúp con người thoát khổ, chứ không phải giúp con người làm trò biểu diễn năng lực siêu việt vô hình để lừa đảo những người ưa thích thần thông. Vì vậy, thần thông và thế giới siêu hình không phải của Phật giáo. Phật giáo chỉ là nền đạo đức nhân bản nhân quả với lòng thương yêu vô bờ bến.